Xin chào quý các bạn, và như vậy là chúng ta đã có hai mẫu xe, một sedan VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA 2.0 là mẫu SUV của nhà VinFast được bàn giao tới tay người tiêu dùng. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng với Auto Eli đi so sánh hai mẫu xe SUV Lux SA 2.0 và Hyundai Santa Fe 2.2D phiên bản Premium. Trong cái khuôn khổ video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi so sánh về thiết kế cũng như là những cái trang bị mà cả hai nhà sản xuất đem lên trang bị cho mẫu xe gửi tới người tiêu dùng. Một là chiếc Lux SA 2.0 thì đang sở hữu động cơ máy xăng, còn chiếc Hyundai Santa Fe mà chương trình chọn ngày hôm nay thì lại là động cơ 2.2 máy dầu. Đối với Hyundai Santa Fe, một đối thủ sừng sỏ ở trong phân khúc SUV crossover tại thị trường Việt Nam, sẽ có cái mức giá bắt đầu từ 1.055.000.000 là phiên bản thấp nhất, cho tới phiên bản cao nhất là phiên bản 2.2D Premium ngày hôm nay có cái mức giá là 1.245.000.000. Còn quay sang đối thủ trực tiếp tại quê hương Việt Nam thì chúng ta có mức giá mà nhà sản xuất công bố tại thời điểm tháng 11 năm ngoái là 1.136.000.000. Còn tại thời điểm hiện tại thì VinFast đang nhận đơn đặt hàng của khách hàng dành cho mẫu SUV của mình với giá bán là 1.414.000.000. Tuy nhiên thì mức giá này đã được nhận cái chính sách 30 cùng ưu đãi. Tới đây thì giá của xe Lux SA 2.0 sẽ chuyển tới con số là 1.818.000.000. Nhưng mà hiện tại thì VinFast vẫn chưa xác nhận chính xác cái thời điểm áp dụng mức giá trần kể trên đối với cả mẫu xe Lux SA 2.0 của mình. Sau mức giá bán thì chúng ta sẽ cùng tới với những thông số kỹ thuật chính xác của hai mẫu xe, như là kích thước tổng thể dài rộng cao này, chiều dài trục cơ sở và khoảng sáng rầm. Qua những con số cụ thể vừa rồi thì có lẽ quý vị và các bạn cũng có thể thấy rằng kích thước dài rộng cao của mẫu xe VinFast Lux SA 2.0 đang có phần nhỉnh hơn đối thủ của mình là chiếc Hyundai Santa Fe 2.2D Premium. Ngay tới chiều dài trục cơ sở cũng vậy, VinFast Lux SA 2.0 có cái chiều dài trục cơ sở là 2.933mm, khoảng sáng gầm là 192mm. Quay sang Hyundai Santa Fe, 2.765mm là chiều dài trục cơ sở và khoảng sáng gầm có phần thua thiệt hơn một chút là 185mm. Để nói về thiết kế ngoại thất tổng thể của hai chiếc xe thì chúng ta sẽ cùng đi tới mẫu Hyundai Santa Fe 2019 mới nhé. Mẫu xe này thì có một cái sự lột xác về diện mạo so với những cái thiết kế thế hệ trước đây. Phải nói là Hyundai Santa Fe đã được Hyundai chăm chút cho cái vẻ bề ngoài mang một cái diện mạo mới này, nó lạ và có nhiều cái điểm tương đồng đối với người đàn em Hyundai Kona của mình. Phần đầu của xe thì gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt đa tầng được phân tách bởi các đèn LED. Tiến sát phần đuôi của xe thì chúng ta sẽ có những cái thiết kế nó mềm mại hơn cùng với cả những chi tiết mạ chrome sáng bóng để làm điểm nhấn cho phần đuôi xe. Phần thân xe thì cũng là những cái đường nét mềm mại và không quá là góc cạnh, cái đường gân thiết kế đều rất là hợp lý, hài hòa so với cả tổng thể của chiếc xe. Phần bên dưới là bộ la răng hợp kim có kích thước 19 inch ở trên phiên bản 2.2D Premium, còn phiên bản thấp thì sẽ có bộ la răng là 18 inch. Còn quay sang với chiếc VinFast Lux SA 2.0 thì đây là một mẫu xe được phát triển chủ yếu dựa trên nền tảng của chiếc BMW X5 thế hệ thứ 5 do VinFast trực tiếp nghiên cứu và hợp tác với cả BMW để làm nên mẫu xe này. Chi tiết phần đầu của xe thì sở hữu cái diện mạo ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn mang ý tưởng của ruộng bậc thang, mang đậm cái dấu ấn của đất nước Việt Nam mình. Logo hình chữ V của thương hiệu VinFast cũng được bố trí ở giữa và được nối liền với hai mảnh đèn LED ở bên trên đổ xuống. Phần nắp capo thì có thiết kế kéo thun dài với những cái đường gân dập nổi khá là táo bạo và có phần mạnh giống như là những cái dòng xe Đức. Đèn trước thiết kế theo phong cách hiện đại nhất hiện nay với đèn LED ban ngày ở trên cùng. Phần đèn pha và đèn sương mù thì nằm ở phía dưới. Riêng cái phần đầu xe này thì các bạn có thể thấy rất rõ ràng rằng là VinFast Lux SA 2.0 hay là Hyundai Santa Fe thì đều đang theo đuổi cái ngôn ngữ thiết kế mới mà đã trở thành xu hướng hiện nay. Đó là phần đèn pha thì đã được tách riêng rời ra, giúp cho cái phần đầu xe nó nhiều điểm nhấn hơn, ấn tượng hơn so với cả những cái thế hệ thiết kế trước đây. Tiến ra phần sau của xe của VinFast Lux SA 2.0 thì cũng được trang bị hoàn toàn là công nghệ LED.
cũng được nối liền với nhau thông qua một cái giải đèn ở giữa, và logo VinFast cũng được nằm ở chính giữa. Có một cái điểm này mà chúng ta sẽ thấy rằng là đối với VinFast Lagera 2.0 thì chúng ta có khá nhiều những cái phần chữ cũng như logo to được nằm ở phía đằng sau, hơi rối mắt một chút. Đó là cái phần bên ngoài. Các bạn có lẽ cũng sẽ có những cảm nhận riêng của mình về từng mẫu xe. Các bạn cảm nhận thế nào thì cũng nhớ comment ngay phía dưới video nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến tiếp vào cái phần nội thất đi. Đối với cả chiếc Hyundai Santa Fe 2.2D phiên bản Premium thì đây là phiên bản chúng ta có rất nhiều những cái trang bị và có thể nói là full option tại thị trường Việt Nam đối với dòng Hyundai Santa Fe rồi. Tablo thì sở hữu một cái diện mạo gọn gàng và đơn giản. Ở trên phần tablo thì đã được thiết kế theo dạng là tách biệt làm hai tầng để giúp cho khi chúng ta ngồi vào bên trong khoang cabin, chúng ta sẽ có cái cảm giác là tablo nó sẽ mở rộng sang hai bên. Nó sẽ không còn một cái mảng đơn thuần như ở những thế hệ trước nữa. Nếu như mà ai trong quý vị các bạn thích cái vẻ sang trọng đến từ chất liệu thì có lẽ rằng Hyundai Santa Fe 2.2D Premium là một trong những lựa chọn rất đáng để chúng ta quan tâm. Vô lăng thì được bọc da cao cấp với thiết kế 3 chấu, tích hợp những cái nút điều chỉnh âm lượng, chế độ cruise control, đàm thoại rảnh tay. Xe thì sở hữu hệ thống điều hòa hai dàn lành tự động, mang lại cho cả khoang cabin một cái luồng không khí luôn luôn mát mẻ. Đến với phần ghế ngồi bọc da của Hyundai Santa Fe 2019 thì mẫu xe này có cho chúng ta những cái cảm giác ngồi khá là dễ chịu. Mặc dù là cái chất lượng da không quá là cao cấp nhưng mà nhìn chung là sẽ bền theo thời gian. Hàng ghế trước thì được tích hợp khả năng điều chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau thì có khả năng gập 60-40. Đối với hàng ghế thứ 3 của Hyundai Santa Fe thì luôn luôn cho chúng ta những cái cảm giác ngồi vừa đủ khi mà so trực tiếp với các đối thủ trong cùng phân khúc. Còn bây giờ thì mời quý vị các bạn tiến sang mẫu VinFast Lagera 2.0, một mẫu xe mang nhiều cái phong cách thiết kế của nhà BMW. Nếu như các bạn ngồi vào ghế lái, chúng ta nhìn thẳng vào cái phần bảng tablo phía trước thì có lẽ rằng các bạn sẽ cảm nhận được cái hơi hướng, những cái ngôn ngữ thiết kế được lấy cảm hứng chính từ BMW, cũng như là ở chính giữa tablo chúng ta sẽ có một cái màn hình cỡ lớn được lấy cảm hứng từ những mẫu xe như là Volvo hay là Tesla. Mẫu Lagera 2.0 SUV thì có ghế ngồi bọc da, cả ghế lái và ghế phụ ở hàng ghế thứ nhất đều được trang bị chỉnh điện và có nhớ vị trí. Ở trên Hyundai Santa Fe thì chúng ta sẽ có nhớ vị trí ở ghế lái mà thôi. Tiện nghi ở trên mẫu SUV của VinFast thì cũng khá nhiều để cho chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Vô lăng bọc da 3 chấu thể thao này, tích hợp các cái núm điều khiển chức năng như đàm thoại rảnh tay này, cruise control, điều chỉnh âm lượng media. Tiến xuống hàng ghế thứ hai của chiếc VinFast Lagera 2.0 thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có một vị trí, một băng ghế ngồi đủ cho 3 người. Chính giữa ở phần ngăn cách của hàng ghế thứ nhất thì chúng ta sẽ có một hệ thống điều hòa cửa gió cho phía hàng ghế thứ hai, cũng như là hai cổng sạc USB kèm theo là cổng sạc tẩu 12V. Chúng ta sẽ còn được hỗ trợ bởi một cổng sạc điện 220 nữa. Về điểm này thì có lẽ VinFast Lagera 2.0 đang chiếm ưu thế hơn so với cả chiếc Hyundai Santa Fe 2.2D Premium. Còn khi chúng ta tiến tiếp xuống hàng ghế thứ 3 của chiếc VinFast Lagera 2.0 thì sao ạ? Ở không gian này thì có lẽ là một người cao 1m7 sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút khi mà so sánh trực tiếp với cả chiếc Hyundai Santa Fe. Phần lưng ghế thì được làm to bản khá là rộng, nhưng mà cái phần nệm ghế của chiếc Lagera 2.0 thì lại hơi nhỏ và hơi mỏng một chút, khiến cho chúng ta có những cái cảm nhận ngồi nó chưa thực sự được thoải mái. Ở hàng ghế thứ 3, thay vì trang bị cửa gió điều hòa ở trên trần như các mẫu SUV khác thì VinFast Lagera 2.0 lại lựa chọn phương án là sử dụng cái khu vực giữa của hàng ghế thứ 3 để trang bị cửa gió điều hòa, có cả chỉnh gió, tốc độ gió ở đây luôn và hai vị trí để cốc nước. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông số chính của hai trái tim được trang bị cho hai mẫu xe này. Đương nhiên là nó sẽ có sự chênh lệch bởi vì là một là động cơ xăng và một là động cơ dầu, nên là những cái thông số này thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau để mang tính chất tham khảo. Đối với VinFast Lagera 2.0 thì được trang bị khối động cơ 2.0 lít DOHC i4, tăng áp ống kép, van biến thiên phun nhiên liệu trực tiếp, sản sinh công suất tối đa là 228 mã lực tại vòng tua máy từ 5.000 tới 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 350 Nm tại 1.750 đến 4.500 vòng trên phút. Động cơ thì tích hợp công nghệ ngắt tạm thời, hộp số được trang bị ZF tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau trên bản tiêu chuẩn và hai cầu trên phiên bản cao cấp. Trang bị an toàn theo xe bao gồm phanh đĩa tản nhiệt phía trước, phanh sau đặc, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, TCS, HSA và ROM, hỗ trợ xuống dốc trên phiên bản cao cấp,
cảm biến đỗ xe trước dành cho bản cao cấp, còn cảm biến đỗ xe phía sau là dành cho cả hai bản. Camera lùi là ở trên phiên bản tiêu chuẩn và camera 360 độ thì chúng ta sẽ có ở trên phiên bản cao cấp, đi cùng với cả 6 túi khí. Còn khi chúng ta quay sang với trái tim của Hyundai Santa Fe là khối động cơ CRD 2.2 lít tích hợp turbo tăng áp điều khiển điện tử VGT 4 xi lanh thẳng hàng, cho ra công suất 202 mã lực tại 3.800 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 441 Nm tại 1.750 tới 2.750 vòng trên phút. Điều này cho thấy Hyundai Santa Fe đã nâng công suất lên khi so với thế hệ trước. Ngoài ra thì xe còn được trang bị hệ thống dẫn động hardtrack 2 cầu nổi tiếng đi cùng với hộp số 8 cấp. Nếu như chúng ta nói về hệ thống treo của Hyundai Santa Fe 2019 thì treo trước là kiểu MacPherson và bánh sau là liên kết đa điểm. Về riêng phần này thì có lẽ rằng độ êm ái sẽ thua thiệt hơn so với cả đối thủ trực tiếp là VinFast Lux Edge 2.0 mà chúng ta đang có trong video này. Bởi vì ở phía sau của VinFast Lux Edge 2.0 thì chúng ta sẽ có treo phía sau là dạng treo khí nén. Chính là cái điểm này nên là cái thiết kế hàng ghế thứ 3 của chiếc xe này cũng đã thua thiệt hơn so với cả đối thủ Hyundai Santa Fe. Về an toàn thì ở thế hệ này thì Hyundai Santa Fe được Hyundai ưu ái rất nhiều những cái trang bị an toàn, đặc biệt là trên phiên bản cao cấp mà chúng ta đang có trong video ngày hôm nay. Hệ thống chống mối cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống hỗ trợ lùi xe, hệ thống khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Sau video so sánh này từ ngoại thất, nội thất rồi ta có sức mạnh của động cơ cũng như là những cái trang bị an toàn thì quý vị và các bạn chọn cho mình và gia đình mẫu xe nào? Thì quý vị và các bạn cũng nhớ comment ngay phía dưới video này và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của AutoEli để chúng ta cùng nhau chia sẻ thảo luận nhiều hơn về những mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.